Đức kịp rồi. Gọi là trời cái gì với boss gì trời. Mình phải gọi là chuối không? Mình phải gọi là chuối không bà con? Mình phải gọi là chuối không? Nhiều khi mấy này dễ đá lắm, rồi mới thấy tôi trận cuối nè, nó đá thôi chè. Chè đi. Đó, chè cái map lại. Chè cho chắc. Đánh thật á, không phải là rõ ràng là không phải mình sợ thua, mà là mình chỉ đang muốn chơi một cái game nào cho nó đúng nghĩa thôi. Xong rồi có mấy thằng nó cứ vô nó đá map, nó thắng xong rồi nó khịa mình, nghĩ vậy là hay. Hình chiến, hình chiến. Đéo gì đây? Điên. Điên với tao nè. Quy dân cái nữa đó. À, lại non rồi, lại non rồi. Nó là tép tôm hết mấy bạn ơi. Nó là tép tôm hết. Nó là tép tôm hết. Vì lấy nước mắt. Có thể tao thọt đó, có thể tao thọt đó, nhưng mà tim tao nó xanh, tim tao nó xanh. Chè này mất rồi. Ăn được không? Còn cơ hội ăn được. Cơ hội cuối. Trời ơi, chó với nó chè. Đéo ăn được, lên bắn thường nó quýnh chết. Chết bà. Nói mấy ông nghe, phải này chiến chỗ này nè. Nói mấy ông nghe. Hồi đéo kịp rồi. Gọi là trời cái gì với boss gì trời. Mình phải gọi là chuối không? Mình phải gọi là chuối không bà con? Mình phải gọi là chuối không? Không, cái này phải gọi là chuối không? Nó là cái gì? Nó là chuối, nó là chuối, nó không thể là cái khác được, nó là chuối. Hên cho con Lucian là đứng lại ăn cái vây lính đó, mỗi là double kill rồi. Rồi, giá này nó bị gì vậy? Trời ơi, tao mà dễ giết vậy thì hồi xưa tao đánh giải. Ơi 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 ơi. Né qua trái. Ui da. Đau quá anh em ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Con que gì đấy? Cái gì trời? Mấy thằng này nó khùng hết rồi mấy ông nội ơi. Mấy chơi game nó khùng hết rồi. Ngáo. Ngáo game hết rồi. Mấy này nó ngáo game hết rồi. Back from the dead.
Tại sao con banh ở nhông nó lại ra mít nhiều như thế này mà boss của tôi nó có thể là mỗi thằng chết hai mạng được? Không hiểu. Tao cũng đổ hai mạng boss cũng là à, chấp nhận được. Đát đi ông nội à. Trời ơi, khó quá anh em ơi. Bị vô thế rồi. Trời ơi. Mẹ đâu cho tôi chơi game đâu. Game nhái liên quân. Em đúng nhái luôn. Nhái liên quân. Ui. À. Trời ơi, thằng ban ga miết như vậy mà hai thằng boss mất cái trụ đầu. Trời ơi là trời nó khổ. Nó khổ mà còn đéo còn gì khổ hơn. Tôi chết hết luôn. Ây da. Thấy ngọ rồi. Thì cái chuỗi của mất rồi. Ở chú quần què gì nữa vậy. Trời ơi. Tụi cái game nó nhái cái liên quan. Cái game đúng nhái luôn. Vừa nhái liên quân mà vừa nhái Free Fire nữa. Cái là mê. Khét nó gờ sớm là ngon rồi. Một mạng. Được á. Êm lại rồi đó. Có dấu hiệu của sự sống rồi anh em ơi. Có dấu hiệu của sự sống rồi. Găng nữa đi. Găng nữa đi mấy thằng khốn nạn. Găng nữa đi. Nhiều vô. Tuyên bố nhiều vô. Vô, chiến. 5-5. Quất. Vậy đó, heo. Bật gờ lên nó chóc. Ơ, tôi lại bỏ. Ui, không ai chóc này. Trời ơi, nó bước tới nhà luôn rồi kìa. Nè, 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 sống, sống, sống bằng cái sống nhăn á. Bớt mít. Heo. Nó có bỏ pha này nữa hay chưa? Heo nó. 2 giây. Chết đi. Thôi sao qua đón được. Thôi trong kia kìa. Đi. Ờ, quýnh tao đi, quýnh tao đi. Mày quýnh tao đi con chó. Con chó à. Quýnh bố mày đi. Quýnh
bính bố nhiều vô, nhiều vô, u đông vô. Bà đó nè, bà đòn, bà đòn, bà đòn lạ. Rồi mình ở đây tôi còn chút nữa nè. Đâu tiếp đi. Bắn bố bà đòn. Trời ơi, cao thủ luôn. Cao thủ luôn. Thủ tiêu luôn. Nó phải như thế. Hehehe.